Vào một đêm trăng thanh gió mát, có một cặp đôi đang chuẩn bị tập thể dục trên giường. Tom đã lưu giữ những ký ức đẹp này lại bằng một dàn camera không khác gì một phim trường. Cho đến giờ, những thước phim của anh và vợ đã xếp thành hàng dài. Đúng giờ hoàng đạo, họ bắt đầu những động tác đầu tiên. Nhìn qua thôi đã thấy họ quyết tâm thế nào rồi. Không những tập trên giường mà còn tập dưới đất. Cảm thấy ít người mất vui, họ còn rủ thêm rất nhiều người vào tập trung để nâng cao sức khỏe. Ngay khi mọi chuyện kết thúc, họ bất ngờ bị tấn công bởi một thế lực hắc ám nào đó. Con ma nhập hồn vào người vợ và nói sẽ giết hết tất cả. Cảnh sát thông báo rằng ba người con của Tom đã bị mất tích sau đêm kinh hoàng vừa rồi. Vài tháng sau đó, tại một khu rừng có hai thanh niên đang đi tìm lá đu đủ. Họ thấy một căn nhà bỏ hoang nên tiến vào trong xem thử. Bóng của ai đó lướt qua khiến thanh niên da trắng cảm thấy hoang mang lo lắng. Thấy một con quái vật dưới sàn, anh ta liền cầm súng bắn liên tiếp nhưng không trúng phát nào. Sau đó họ phát hiện ra ở đây có ba đứa trẻ giống với hình ảnh ba đứa trẻ mà cảnh sát đang tìm kiếm. Anh da đen vui vẻ nói rằng với số tiền thưởng này anh ta sẽ mua du thuyền, gái gú và một con cá mập. Vì ba đứa trẻ còn quá nhỏ nên chính quyền đã giao chúng cho vợ chồng người chú chăm sóc. Họ nói rằng để sinh tồn trong thế giới tự nhiên, chúng đã tự tưởng tượng ra một người có tên là Mama để bảo vệ và chăm sóc cho chúng. Lily là một cô bé hiếu động và luôn nghĩ mình là một chú chó nên hành động cũng y chang. Chị cả Kathy thì hiền lành và nhút nhát. Lily bất ngờ giật tóc Jody khiến cô ấy tức điên lên, và thế là mọi người có màn chào hỏi vui vẻ thân thiết, nhìn như một gia đình hạnh phúc vậy. Mặc dù Jody không muốn nhận nuôi nhưng Dan thì khác. Ba đứa trẻ tội nghiệp kia là cháu ruột nên anh không thể bỏ mặc chúng được. Để có đủ quyền nuôi dưỡng, họ sẽ phải chuyển đến nhà của anh trai ở và quay phim cuộc sống cùng lũ trẻ lại để chứng minh trước chính quyền. Lần đầu được làm mẹ khiến Jody chẳng biết phải như thế nào. Cô hoảng loạn hét lớn khi không thấy cậu bé đâu. Không phải nó đang đu trên chiếc nôi kìa. Kathy nói với Dan rằng từ khi tới căn nhà này cô cảm giác thấy u ám và lạnh lẽo, nhưng Dan lại cảm thấy bình thường. Sau đó cô hỏi Kathy về một bức tranh vẽ biểu tượng kỳ lạ và cô bé nói rằng do Mama vẽ. Ngoài ra trong nhà này có một người giúp việc người Tây Ban Nha là cô Maria và một con chó. Công việc hiện tại của Dan là một nhà nghiên cứu tăng cường trí thông minh trên loài khỉ. Rất nhiều con khỉ được nghiên cứu nhưng đều không có kết quả khả quan. Chỉ có mỗi con khỉ Seja là tỏ ra thông minh vượt trội nhất, nhưng Dan lại đánh giá nhầm. Tôi nghĩ con khỉ này còn thông minh hơn cả Dan. Trở lại nhà, lúc này Jody đang chơi đàn thì đèn đột nhiên chớp tắt liên tục khiến cô cảm thấy lo lắng. Khi đèn sáng trở lại, cô tí đái ra quần khi thấy Lily đang ngồi trên bàn. Cô nói chuyện này với chồng nhưng một lần nữa Dan không tin và nói chúng còn nhỏ nên quậy phá thôi. Anh còn kêu vợ tham gia vào lớp học múa ballet để thoải mái tinh thần. Năm đó mẹ cô đang mang thai cô nhưng bà vẫn quyết tâm trình diễn vở Thiên Nga Trắng. Kết quả là cô được vọt ra ngay trong lúc diễn và ám ảnh đến bây giờ. Dan bất lực không biết nói sao nhưng vẫn cổ vũ cô tham gia để vượt qua cú sốc tâm lý đó. Hôm sau cô tới trung tâm học múa ballet, ông thầy người Pháp giới thiệu một diễn viên múa chuyên nghiệp để các học viên quan sát. Đầu tiên là điệu nhảy Thiên Nga lên nóc nhà bắt con gà. Tiếp theo là động tác Thiên Nga phê thuốc rồi dẫy chết, một vở ballet hoàn hảo tới từng chi tiết. Cô nàng da đen Kendra nói rằng mình rất nhút nhát và ngại đám đông. Ấy vậy mà vừa lên nhảy một cái là khiến bao nhiêu chú chim năng cửng hết cả lên. Ông thầy nhìn theo phải nuốt nước bọt không ngừng. Đêm thứ hai khi mọi người đang ngủ thì Jody bất ngờ nghe thấy tiếng động. Cô xuống nhà bếp kiểm tra thì phát hiện một cái chảo dưới sàn nhà. Dan vừa mở miệng hỏi chuyện gì thì ăn ngay cái chảo vào mặt. Maria ở trong nhà này lâu rồi cũng biết có chuyện không ổn nên kêu Jody hãy gọi điện cho người tới trừ tà, nhưng Dan không tin vào mấy chuyện nhảm cướp ấy. Sáng hôm sau căn nhà trở lên bừa bộn như có trộm mới ghé thăm. Chuyện kỳ lạ là chúng không lấy bất thứ gì đi. Cô bé Kathy nói rằng đó là do Mama làm. Cô ấy ghét căn nhà này và ghét cả hai cô chú nữa. Chuyện kỳ lạ vẫn tiếp diễn khi Jody nhìn thấy những ký tự tham gia trò chơi con mực ở trên tường. Maria sợ hãi vội kêu Jody mau gọi cho người trừ tà. Dan nói rằng không cần thiết và anh ấy sẽ đặt máy quay khắp nhà để kiểm tra. Trong lúc lắp đặt không cẩn thận, Dan đã bị điện giật bắn lên trời. Vì vậy anh ấy được đưa đi cấp cứu, còn tối nay Jody sẽ phải ngủ một mình. Cô bước vào phòng đám nhóc và thấy chúng đang quậy quá. Cô không thích cháu và cháu cũng không thích cô, nhưng cô cần phải đi ngủ vì mai phải thi múa ballet. Kathy khuyên cô mình không nên đi vì Mama nói cô sẽ gặp tai nạn trong lúc múa. Nghe thấy tiếng rên rỉ sau cánh cửa, Jody vội bước lại. Kathy căng thẳng cảnh báo đừng mở cánh cửa đó, nhưng Jody vẫn nhất quyết mở nó ra. Bên trong là tiếng gào thét đầy đau đớn của Maria. Sáng ngày 4, thầy giáo ballet thông báo rằng diễn viên múa cũ đã quá già và chúng ta cần người thay thế. Người được chọn chính là Jody. Nữ diễn viên cũ ganh ghét liền đẩy Jody ra khỏi sàn biểu diễn và kết quả là cô ta bị một bức tường đè vào người. Nếu Jody không diễn được thì người thay thế sẽ là Kendra. Có vẻ như cuộc cạnh tranh này khá khốc liệt đây. Dan lúc này cũng được xuất viện và được Jody đưa về nhà. Cô ấy ngay lập tức hỏi Kathy tại sao cháu biết nay ta gặp tai nạn. Cô bé trả lời là do Mama nói và không dám tiết lộ gì thêm. Cô bé Lily thì biểu diễn khả năng chạy trên mặt nước nhưng Dan lại không để ý vì mải nhìn bà thím Maria. Tối đó Jody lại nghe thấy tiếng động dưới bếp.
cô và chồng xuống kiểm tra thì bị những vật dụng trong bếp tấn công. Hôm sau họ gọi điện cho một thầy đồng người da đen tới để gọi hồn, nhìn dáng vẻ là biết uy tín rồi nhưng mà là uy tín trong ngành lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vừa vào nhà là nói mang hết đồ điện tử và đồ có giá trị về nhà ông ta để làm phép, thầy làm phép giúp người là chính còn tiền thì tùy tâm nha các con, Đan đưa thẻ ngân hàng cho ông ta và kết quả là cái nịt cũng không còn. Ngay khi ông ta gọi hồn thì bàn ghế đột nhiên rung lắc liên tục, ông ta nói rằng chắc chắn trong nhà này có một con quỷ, sau đó là bị một thế lực bóp cổ rồi kéo đi. Tối đó Đan nói rằng anh không nhìn thấy chuyện vừa rồi và cho rằng ông thầy đồng là một kẻ lừa đảo. Khi họ đi ngủ thì bất ngờ cái máy hút bụi di chuyển và ra ngoài rủ một đống máy hút bụi khác vào trong để tổ chức một bữa tiệc ngoài trời sôi động. Sáng hôm sau Maria hoảng sợ khi thấy cảnh một cái máy hút bụi đang quay phim và tiến về phía mình. Bà chạy vào trong nhà đốt nhang đuổi ma quỷ. Đan nhận thấy người phụ nữ này không bình thường nên quyết định cho bà ấy nghỉ việc. Thế là hai người có màn trau dồi võ công ngoài sân vườn. Đánh chán ngoài vườn họ kéo nhau tới nơi làm việc của Đan để đánh tiếp. Kết quả là Đan bất cẩn bấm nút báo động mở thả tất cả đám khỉ đột biến ra ngoài. Tin tức về cuộc nổi loạn của đám khỉ khắp nơi, tôi đến Jody hỏi thăm Cathy về Mama. Cô bé nói rằng đó là một người phụ nữ bị nguyền rủa bởi cuốn sách đen tối, thi thoảng đến thăm bọn cháu trong giấc mơ. Để có thể biết chính xác Cathy mơ những gì, Jody đã mời một nhà chuyên hút trích những giấc mơ tới. Anh ta dùng một cỗ máy để kết nối giữa mình với Jody và Cathy lại. Trong căn hầm mục nát, một người phụ nữ đang tiến tới một cuốn sách cổ. Không có việc gì làm nên cô ta mở nó ra và đọc câu thần chú gọi hồn trong đó. Kết quả là bị ma nhập. Cathy nói rằng Mama sẽ đưa bọn cháu tới vách đá để về nhà. Sau đó Jody nói với Kendra rằng mình sẽ tìm tới ngôi nhà chứa cuốn sách để tìm ra câu trả lời. Đột nhiên đèn chớp tắt liên tục. Nhìn ra cửa sổ thấy có một bóng đen khiến cô hoảng sợ đập chiếc laptop vào đầu con khỉ Seja. Thì ra đang thấy bên ngoài quá hỗn loạn nên đón nó về nhà chăm sóc. Seja ra ngoài mở cửa hộ gia chủ thì lại bị Kendra hoảng sợ đập lấy đập để. Thà đừng cho tao trí thông minh để tao sống ở nơi hoang dã cho an toàn, chứ ở đây có ngày chết vì sang chấn tâm lý. Vì người giúp việc đã bị đuổi nên Seja sẽ làm thay việc này. Kendra rủ Jody tới vũ trường và đưa cho cô ấy thuốc hưng phấn. Miệng thì nói không cần đâu nhưng người thì quẩy như đúng rồi. Họ có một đêm quẩy banh nóc nhà và màn cọ sát hai cái lò hư hỏng cùng với nhau. Sáng hôm sau Jody hoảng hốt khi biết mình dậy muộn. Cô vội vàng lái xe tới lớp học và thấy cảnh Kendra đang được thầy giáo ưu ái. Tức giận cô nói Kendra đã cố tình ngủ với mình tối qua để hãm hại cô. Nhưng không ngờ khi xem lại camera thì sự thật không phải vậy. Chỉ là trong cơn phê bất tận cô đã dùng đủ thứ vật dụng để đóng vào cái lò hư hỏng. Cô ngượng ngùng xin lỗi Kendra về chuyện vừa rồi. Khi hai người đang xem thì bất ngờ con quỷ xuất hiện. Kiếp này sống lỗi kiếp sau giống cái laptop của Jody. Sau đó cả hai lên đường tới căn nhà trong giấc mơ. Tại đây có một nhóm thanh niên đang tụ tập đàn ca vui vẻ. Jody hỏi bọn họ về cuốn sách đen tối nhưng không một ai biết về nó. Thế là hai người mò xuống tầng hầm để kiểm tra. Họ tìm ra nó và bắt đầu đọc thần chú nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Thật ra thì con quỷ đã nhập vào những thanh niên số nhỏ bên trên. Họ điên cuồng bắt đầu tự làm tổn thương chính cơ thể mình. Dưới hầm Jody đọc dòng chữ kết thúc lời nguyền. Những thanh niên bên trên đau khổ không hiểu mình vừa mới làm cái gì. Bên dưới hai người tiếp tục đọc lại lời nguyền xem thế nào và những con người khốn khổ bên trên tiếp tục hứng chịu cảnh bi thương. Chẳng thấy có tác dụng gì họ liền cầm quyển sách đi về còn hậu quả gây ra thì không nhìn thấy thì không có tội. Seja phát hiện cậu bé bị con quỷ Mama bắt liền tấn công lại nó. Nhưng khi vợ chồng Đan tỉnh dậy thì chỉ nhìn thấy Seja đang cầm khúc cây và ôm cậu bé. Vì không thể nói được nên nó đành ngậm ngùi bị bắt đi. Nhờ vậy mà chúng ta có bộ phim hành tinh khỉ để xem sau này. Đan và Jody xem lại video an ninh thì thấy con khỉ ôm cậu bé chạy còn đoạn nó chiến đấu quyết liệt với con ma thì họ mải cãi nhau nên không thấy. Những ngày tháng vui vẻ cùng các cháu đã khiến Jody có tình cảm với chúng. Cô xem lại cuốn sách và phát hiện ra nơi vách đá mà con quỷ sẽ đưa đám trẻ tới. Jody cố gắng đưa các cháu chạy trốn nhưng không kịp. Cô đã bị nó tấn công và nhốt dưới hầm. Cathy và Lily vội vàng chạy lại nói cho ông chú. Làm gì có con ma nào các cháu cứ thích đùa. Vừa quay lại đằng sau thì ối rồi ơi, con ma đánh cho Đan bất tỉnh nhân sự rồi mang lũ trẻ đi. Sau khi tỉnh lại họ nhanh chóng tới chỗ vách đá, hai người có mặt kịp thời ngay khi con ma ép bọn trẻ nhảy xuống. Với tình yêu thương chân thành Jody đã khiến lũ trẻ cảm động và đến bên mình. Cô không cần đọc thần chú hóa giải lời nguyền mà trực tiếp cầm cuốn sách phang thẳng vào đầu con ma. Nhờ sự trợ giúp của cô bé Lily, con ác quỷ bị cắn rơi xuống du thuyền của hai anh bạn lúc đầu phim và kết thúc cuộc đời trong hàm cá mập. Cuối phim, Jody nhường lại suất tham dự buổi biểu diễn ballet lại cho Kendra, còn cô thì vui vẻ sống hạnh phúc cùng chồng và ba đứa cháu. Series phim kinh dị hài bẩn bựa đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào các bộ phim sau.